tiếp tục mở rộng xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng, truy vết F0 tại Hà Nội. Người dân ở tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ùn ùn ra đường trong sáng nay khi thời gian giãn cách vẫn còn đang nghiêm ngặt. Chính phủ hỗ trợ gạo các địa phương giãn cách xã hội với phương châm không để ai thiếu đói. Tại Đồng Tháp, người chăn nuôi lo lắng vì đàn lợn quá lứa nhưng lại không có đầu ra. Vâng, đó là những thông tin quan trọng có trong dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay, và tôi là Thanh Liêm của VTC14. Ngay bây giờ xin đến với những thông tin đáng chú ý có trong bản tin. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Sở Y tế thành phố Hà Nội, từ đêm ngày 16 tháng 8 đến sáng ngày 17 tháng 8, địa bàn thành phố ghi nhận 17 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó thì có 3 ca phát hiện tại cộng đồng và 14 người trong khu cách ly. Theo đó, nhóm bệnh nhân này đều thuộc chùm ca ho sốt thứ phát, trú tại 6 quận huyện là Thường Tín có 11 ca, Thanh Trì có 2 ca, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm và Hà Đông đều có 1 ca. 3 trường hợp phát hiện tại cộng đồng lần lượt có địa chỉ tại Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, ở Dương Văn Bé, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Trường hợp thứ 3 ở xóm 3, Văn Trai, Văn Phú, Thường Tín. Trong đợt dịch thứ tư, Hà Nội ghi nhận 2.265 ca nhiễm, không tính các ca tại Bệnh viện Trung ương. Trong đó thì 1.224 ca ở cộng đồng, 1.041 ca tại các khu cách ly. Vâng, trước diễn biến của dịch bệnh, thành phố Hà Nội cũng đã đồng loạt triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng theo thứ tự ưu tiên các vùng có nguy cơ cao và vùng có nguy cơ. Động thái này được cho là cần thiết trong bối cảnh tỷ lệ các ca nhiễm COVID-19 phát hiện trong cộng đồng vẫn còn cao. Ngoài một thôn Khảm Lâm đang bị phong tỏa do xuất hiện các ca F0, thì 85 người dân 5 thôn còn lại của xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội là những người thuộc diện nguy cơ cao, bao gồm người bán hàng dịch vụ, lái xe, nhân viên giao hàng và người địa phương đi làm việc ở bên ngoài trở về, đã được ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trong lần này. Với chúng tôi là người dân ở những cái thôn lân cận, tức là thôn Phúc Lâm Hạ và xóm 1, xóm 2 thì đã được tới đây hôm nay là đã được lấy mẫu và kiểm tra y tế một cách là rất là chu đáo. Tôi mong muốn là sẽ triển khai rộng, lấy mẫu rộng thêm cho bà con. Huyện Mỹ Đức cho biết, để nhanh chóng khoanh vùng và phát hiện sớm các ca nghi nhiễm COVID-19, địa phương này đã huy động nhân lực để lấy hết 2.000 mẫu thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao do thành phố giao trong vòng 2 ngày. Theo chỉ đạo của Sở Y tế, thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch bắt đầu thực hiện từ chiều ngày hôm qua và phấn đấu đến hết ngày 12 là chúng tôi sẽ lấy xong 2.000 mẫu theo chỉ tiêu được giao. Và chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch gửi tới Ban chỉ đạo của huyện, Ban chỉ đạo các xã yêu cầu các điểm lấy mẫu là phải đảm bảo đúng 5K, mời theo thời gian, số lượng, thực hiện giãn cách đúng quy định 2m một người. Sẽ tiếp tục tổ chức lấy mẫu các đối tượng khác. Cụ thể chúng tôi đề nghị đó là các đối tượng ở khu vực đông dân cư, gần cái khu vực chợ và các cái thị trường giao lưu thương mại. Thứ hai là lấy mẫu ngẫu nhiên trên địa bàn thôn Khảm Lâm, vừa rồi có một trường hợp F0 và các trường hợp F1 hiện nay thì còn đang tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên chúng tôi muốn được lấy mẫu ngẫu nhiên trong thôn Khảm Lâm để tiếp tục sàng lọc và tránh có những cái trường hợp như vậy là còn tồn sót ở trong cộng đồng dân cư thôn Khảm Lâm. Theo ngành y tế Hà Nội, từ ngày 9 tháng 8 đến nay, các quận huyện trên địa bàn thủ đô đã lấy được hơn 313.000 mẫu để xét nghiệm, trong đó có 186.000 mẫu ở khu vực nguy cơ và 114.000 mẫu thuộc nhóm nguy cơ cao, phát hiện 29 ca dương tính. Từ ngày 15 tháng 8 trở đi, việc xét nghiệm sàng lọc để bóc tách F0 sẽ tiếp tục được thực hiện tại các khu vực vùng đỏ, vùng nguy cơ cao và khu vực trọng điểm. Với Hà Nội thì chúng tôi phân vùng, vùng đỏ là cái vùng mà có khu vực cách ly, khu vực phong tỏa và khu vực đánh giá nguy cơ cao theo chỉ định của dịch tễ. Vùng da cam là những cái vùng mà như là các cơ sở, bệnh viện, các khu công nghiệp,
các trường, các khu đông dân cư và cũng có cái sự đánh giá của dịch tễ về nguy cơ, và vùng xanh là cái vùng mà chưa có dịch, thì chúng tôi thấy rằng là cái việc phân vùng này hết sức là khoa học, đảm bảo là chúng ta sẽ thực hiện cái xét nghiệm tập trung ở các vùng đỏ trước, vùng da cam và tiến tới các vùng xanh. Cái việc mà tại các khu mà vùng đỏ và vùng da cam thì chúng tôi thực hiện cái việc xét nghiệm PCR real time để đảm bảo cái tính chính xác và không để bỏ sót những ca F0 trong cộng đồng. Đợt cao điểm xét nghiệm trên diện rộng này, Hà Nội dự kiến tập trung xét nghiệm với tổng số khoảng 1,3 triệu mẫu bằng kỹ thuật real time PCR. Công suất xét nghiệm đạt trên 200.000 mẫu trên một ngày. Dự kiến sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho 100% dân số tại các khu vực dịch có diễn biến phức tạp. Riêng với vùng xanh sẽ xét nghiệm theo hộ gia đình tại các quận và các huyện có nguy cơ cao. Mỗi hộ gia đình sẽ lấy đại diện một mẫu của một thành viên có nguy cơ cao nhất. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có chỉ đạo xác minh thông tin phản ánh 5 cơ sở y tế tại tỉnh Bình Dương không tiếp nhận cấp cứu, khiến một người dân tử vong. Thủ tướng yêu cầu tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh vụ việc, trường hợp có hành vi vi phạm trong việc tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân thì phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời khẩn trương rà soát, chấn chỉnh ngay công tác tiếp nhận và cấp cứu đối với bệnh nhân. Các trường hợp cấp cứu phải được tiếp nhận và xử lý kịp thời theo đúng quy định. Trước đó, theo phản ánh, lúc 20 giờ ngày 13 tháng 8, một người đàn ông 57 tuổi ở trọ tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dị An bị nôn nói. Gia đình gọi xe cấp cứu, không được, đã nhờ người quen lấy xe tải chở ông tới các cơ sở y tế. Tuy nhiên, sau một hồi đi lòng vòng, quá bất lực vì bị tới 5 cơ sở y tế từ chối điều trị. 1 giờ sáng ngày 14 tháng 8, người thân cho biết ông này đã trở lại phòng trọ và tử vong 3 tiếng sau đó. Trong nỗ lực tăng độ phủ vaccine ngừa COVID-19 cho người dân với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho tất cả mọi người dân từ 18 tuổi trở lên. Trong đó thì những người yếu thế trong xã hội, những người khuyết tật, người già neo đơn, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tổ chức tiêm lưu động và tiêm tại nhà. Bắt đầu từ tuần này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các đội tiêm lưu động để phục vụ cho việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người già neo đơn, người khuyết tật, người đang điều trị bệnh cần hạn chế đi lại. Các đội tiêm chủng đặc biệt sẽ được trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết, chạy xe máy lưu động tới các ngõ, các hẻm. Một số nơi sẽ có cả xe cứu thương hỗ trợ để đảm bảo tính an toàn trong tiêm chủng. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 290.000 người yếu thế, gồm người già neo đơn, người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tất cả sẽ được tiêm vaccine trong tháng 8 này. Hiện tại toàn hệ thống tiêm chủng của Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của 87 bệnh viện và 1.200 đội tiêm tại các quận huyện. Thành phố đã đẩy nhanh tốc độ tiêm. Ngày cao điểm đạt 318.000 liều. Việc thực hiện tiêm chủng được triển khai rất linh động, bao gồm các điểm tiêm cố định và lưu động để hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn về di chuyển như người già, người khuyết tật. Thưa quý vị, mặc dù đang trong thời gian giãn cách xã hội, nhưng nhiều tuyến đường ở Thành phố Hồ Chí Minh thì lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn đông đúc, nhất là tại các trục đường có liên quận. Một số tuyến đường như là Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13, Thành phố Thủ Đức, Lê Quang Định, Bạch Đằng thuộc quận Bình Thạnh. Nhiều người vẫn ra đường trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Dù chưa phải giờ cao điểm, nhưng tại các chốt kiểm soát trên các tuyến đường, lượng phương tiện cá nhân lưu thông ở cả hai chiều khá đông so với những ngày trước đây. Lực lượng chức năng túc trực tại các chốt liên tục kiểm tra giấy tờ của người đi đường để tránh xảy ra ùn ứ và tập trung đông người. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua thực tế kiểm soát tại các chốt trạm và hệ thống camera giám sát cho thấy, vài ngày trở lại đây, lượng người dân ra đường lại bắt đầu đông hơn. Liên quan đến việc cấp giấy đi đường tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, hai phó chủ tịch xã ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã bị tạm đình chỉ công tác do ký giấy xác nhận để người dân từ vùng thực hiện chỉ thị 16 có thể về địa phương. Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên công bố quyết định đình chỉ công tác 14 ngày đối với ông Thái Văn Phụ. Đối với ông Thái Văn Thụ, Phó Chủ tịch xã Nam Phúc Thăng và ông Hoàng Minh Tân, Phó Chủ tịch xã Cẩm Thành. Với việc ký giấy xác nhận để người dân từ vùng thực hiện chỉ thị 16 có thể về địa phương, hai phó chủ tịch xã bị đánh giá làm việc không nghiêm túc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 của địa phương. Đầu tháng 8, nhiều người dân xã Nam Phúc Thăng và Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên đang làm việc tại các tỉnh phía Nam
có gửi về hoặc ủy quyền cho người thân viết một số giấy tờ như là về khỏi vùng dịch, về quê chống dịch, đưa đến trình lãnh đạo xã đóng dấu xác nhận. Giấy sau đó được gửi từ quê vào lại các tỉnh phía Nam. Người dân khi về quê sẽ dùng giấy này để qua chốt kiểm soát. Nhà chức trách đánh giá thời điểm này, người dân từ vùng thực hiện chỉ thị 16 không được phép về địa phương. Việc ký những giấy tờ là trái quy định. Chuyển sang những tin tức giao thông đáng chú ý. Tăng cường xử lý nghiêm những trường hợp ra đường không đúng quy định trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Chiều 16 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã thành lập 6 tổ công tác để kiểm soát người và phương tiện đi lại trong nội đô Hà Nội. Theo đó, thì mỗi tổ sẽ có 15 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Phòng Cảnh sát Giao thông, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy. Trong đó, tổ công tác số 1 sẽ phụ trách địa bàn quận Long Biên, Hoàn Kiếm. Tổ số 2 phụ trách quận Tây Hồ, Ba Đình. Tổ số 3 phụ trách quận Đống Đa, Cầu Giấy. Tổ số 4 phụ trách quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm. Tổ số 5 phụ trách quận Thanh Xuân, Hà Đông. Và tổ 6 phụ trách địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai. Mục đích của các tổ công tác là phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp ra đường không đúng quy định trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố đôn đốc thực hiện lắp đặt camera đối với xe tải và xe khách. Các địa phương cần yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng kế hoạch lắp đặt cụ thể và cam kết hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Để tháo gỡ khó khăn trong việc quy định lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Chính phủ quyết định tạm ngưng áp dụng quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với xe khách, xe tải chưa lắp camera đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Để đảm bảo thực hiện nghị quyết của Chính phủ, các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, cũng như là quy định về xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn khẩn trương thực hiện lắp camera trên xe ô tố kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị kinh doanh vận tải. Cùng với đó, sẽ thuận tiện hơn cho việc kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 khi phương tiện đi qua các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Tiếp nối bản tin là những thông tin thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 có tốc độ lây lan nhanh, đã lan rộng ra nhiều địa phương và tiếp tục diễn biến khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, việc làm của người dân và đặc biệt là người lao động bị giãn, bị hoãn, bị ngừng việc, thậm chí mất việc, mất thu nhập, không đảm bảo được đời sống, có nguy cơ bị thiếu đói. Chính phủ đã quyết định hỗ trợ gạo cho các địa phương đang giãn cách xã hội để đảm bảo không để người dân nào phải đói ăn. Để thực hiện yêu cầu không để ai thiếu ăn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội khẩn trương tổng hợp nhu cầu hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gửi về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong ngày 17 tháng 8. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ như là Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu hỗ trợ gạo của các địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 18 tháng 8 năm 2021. Hỗ trợ các đối tượng người lao động bị giãn, bị hoãn, ngừng việc, mất thu nhập, không đảm bảo được đời sống để đảm bảo không có ai bị thiếu đói. Dịch bệnh bùng phát mạnh, Hà Nội đã phải đóng cửa một số chợ đầu mối. Nguồn cung hàng hóa trên địa bàn có phần nào bị hạn chế. Do đó, giá hàng hóa một số mặt hàng như là rau xanh, thực phẩm thì đã tăng giá với mức dao động từ 1.000 cho đến 10.000 đồng một kg. Chợ Ngã Tư Sở, quận Thanh Xuân, những mặt hàng thiết yếu rau củ đều dồi dào, đảm bảo nguồn cung cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, hầu hết các mặt hàng rau xanh đều tăng giá nhẹ so với bình thường. Chúng tôi hiện nay có hơn 22 quầy được phép kinh doanh hàng thiết yếu tại chợ Ngã Tư Sở. Về cơ bản, hàng hóa, lượng hàng hóa cũng chỉ đáp ứng tương đối, chưa được tuyệt đối như một số chợ khác. Về giá cả thời điểm này, có một số nhất nhẹ nhưng vẫn đảm bảo vì cái cơ bản là chợ Ngã Tư Sở này là hàng hóa của chợ Ngã Tư Sở là giá kẻ phải chăng, phục vụ cho số lượng người lao động phù hợp.
hầu như là các mặt hàng đều lên một chút, rau củ quả và thịt tươi sống. Bà Đỗ Thị Loan đã kinh doanh rau củ quả ở chợ Ngã Tư Sở nhiều năm nay. Từ khi thành phố tạm dừng hoạt động một số chợ bán buôn như chợ nông sản Văn Quán, Phùng Khoang, Long Biên, thì bà phải lấy hàng của siêu thị chở trực tiếp từ ngoại thành về. Mặc dù nguồn nhập hàng có khó khăn hơn, nhưng bà và các tiểu thương ở chợ đều ổn định giá hàng đến tay người tiêu dùng. Chúng tôi buôn bán ở đây lâu rồi nhưng mà giá cả thì vẫn như ngày thường thôi. Ở đâu ạ? Chúng em thì cứ đi vào các cái siêu thị ấy bọn em nhập ra. Chứ còn bây giờ mới cả lên một số nơi là người ta đưa hàng nông sản về thành kiểu như ô tô ấy, người ta đưa đến. Tôi kinh doanh ở chợ này cũng đã lâu rồi. Nhưng mà trong cái đợt dịch này là giá cả là bọn tôi bán là không lên, vẫn cứ như là ngày thường thôi. Tại chợ Thanh Xuân Bắc, hàng hóa tại các quầy hàng ở đây cũng tương đối dồi dào, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Riêng chợ nào cô không biết, nhưng mà chợ Thanh Xuân Bắc của cô là giá cả bình thường mà. Bình thường từ trái cây đến thịt bình thường. Theo khảo sát, các mặt hàng như rau xanh, thịt cá tại một số chợ tăng nhẹ. Cụ thể, giá thịt ba chỉ, bắp bò, sườn ở quanh mức 150.000 đến 160.000 đồng, tăng 10.000 đồng 1 kg tùy theo chợ. Các loại rau tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng một mớ so với thời điểm trước. Các loại rau củ quả nhích tăng khoảng 2 cho đến 3.000 đồng 1 kg. Trứng gà đỏ nuôi trong các trang trại có giá bán là 35.000 đồng một chục, tăng 10.000 đồng một chục so với trước đây. Thưa quý vị, dịch bệnh thời gian vừa qua đã ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ lúa gạo cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và trước những khó khăn này, Bộ Công Thương vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm xây dựng và báo cáo phương án luồng xanh cho vận tải đường thủy, lưu thông lúa hàng hóa từ ruộng về nhà máy và từ nhà máy ra các cảng để xuất khẩu. Theo Bộ Công Thương, 7 tháng của năm 2021, Việt Nam xuất khẩu được 3,492 triệu tấn gạo các loại, trị giá 1,888 tỷ đô la Mỹ. Giá bình quân 540,68 đô la Mỹ trên một tấn. So với cùng kỳ năm 2020, về số lượng giảm 12,69%, về trị giá giảm 3,1%. Dự kiến cả năm 2021, Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 6 triệu đến 6,2 triệu tấn gạo các loại, trị giá đạt khoảng 3,325 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ thị 16 tại 19 tỉnh thành phố phía Nam dẫn đến tình trạng tắc nghẽn lưu thông lúa hàng hóa từ ruộng về nhà máy và từ nhà máy ra các cảng xuất khẩu. Vì vậy, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Y tế và các bộ ngành, địa phương liên quan, sớm xây dựng và báo cáo phương án luồng xanh cho vận tải đường thủy, đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 nhưng giải tỏa được ách tắc hiện nay. Tình hình dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang có nhiều diễn biến hết sức phức tạp. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tổ chức sản xuất an toàn trong điều kiện phòng chống dịch, Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra 4 phương án sản xuất để doanh nghiệp có thể lựa chọn. Cụ thể, phương án 1 tiếp tục thực hiện phương thức 3 tại chỗ, sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ, hoặc phương án 3 tại chỗ theo kíp, sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ, luân phiên theo kíp sản xuất. Phương án 2 tiếp tục thực hiện phương thức 1 cung đường 2 địa điểm hoặc phương thức 1 cung đường 2 địa điểm mở rộng. Doanh nghiệp tổ chức nhiều nơi lưu trú tập trung tại nhiều địa điểm khác nhau và tổ chức đưa đón công nhân từ nơi lưu trú tập trung đến nơi làm việc. Phương án 3, tổ chức hoạt động theo phương châm 4 xanh gồm người lao động xanh, cung đường xanh, vùng sản xuất xanh, nơi ở xanh. Phương án thứ 4 là kết hợp các phương thức nêu tại các phương án trên. Dịch COVID-19 đã khiến nhiều lao động mất việc làm. Những người còn làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và trước tình trạng này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết đã vận động 23 tỉnh thành đang giãn cách theo chỉ thị số 16, tính phương án miễn giảm tiền điện, tiền nước cho người khó khăn do dịch. 23 tỉnh thành đang thực hiện chỉ thị 16 gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Yên và Khánh Hòa. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương trên tính phương án miễn giảm tiền điện, nước, vận động chủ nhà miễn giảm tiền thuê trọ cho lao động khó khăn. Các tỉnh thành phố chủ động phương án hỗ trợ tiền ăn tối thiểu 50.000 đồng mỗi ngày với người khó khăn. Cung cấp nhu yếu phẩm cho các nhóm bảo trợ xã hội, ưu tiên hộ nghèo, người lao động bị giảm sâu về thu nhập.
Dịch COVID-19 kéo dài, nhiều địa phương trên cả nước đang áp dụng giãn cách xã hội. Những trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu thì đều phải ngừng hoạt động. Và có thể nói việc kinh doanh bán lẻ điện máy đang trong tình trạng doanh số giảm mạnh, hàng tồn thì tăng cao. Và tại nhiều địa phương các siêu thị phải đóng cửa, khó khăn chồng chất, thua lỗ là điều không thể tránh khỏi. Ước tính của các doanh nghiệp bán lẻ điện máy cho thấy hàng tồn kho điện máy hiện tăng so với cùng kỳ năm trước khoảng 30%, với tổng lượng hàng lên đến hàng triệu sản phẩm. Nguyên nhân là do nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách, các siêu thị điện máy phải đóng cửa. Bán hàng online gặp khó khăn, trong khi ở những địa phương vẫn được mở thì khách vắng, ế. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, từ đầu tháng 5 năm 2021, sản phẩm điện máy các loại tiêu thụ chậm, giá giảm mạnh nhưng không có khách mua. Doanh số sụt giảm mạnh nhất thuộc về mặt hàng TV dù giảm sâu nhưng vẫn ế ẩm. Hiện các siêu thị điện máy đã phải đóng cửa, chỉ còn hoạt động tại một số tỉnh. Vì vậy doanh số bán hàng giảm mạnh bởi Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường lớn, có doanh thu bán lớn nhất. Trước đây doanh số bán hàng của cả hệ thống lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng, nay chỉ còn chưa đầy 30%. Hàng tồn kho tăng nhưng không thể chuyển về các tỉnh. Nơi siêu thị điện máy vẫn hoạt động vì không thuộc luồng xanh, một số mặt hàng gia dụng vẫn có nhu cầu nhập như laptop, điều hòa, tủ lạnh, tủ đông, máy làm bánh, máy xay thịt, nhưng đơn hàng online lại vướng khâu vận chuyển do thiếu lực lượng chuyên chở và lắp đặt. Tình trạng chung của các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ điện máy là nhiều siêu thị phải đóng cửa, doanh số bán giảm, hàng tồn kho tăng cao nhưng vẫn phải gánh chịu chi phí thuê mặt bằng lớn, vì thế đang bị thua lỗ. Trải qua 4 đợt dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã rơi vào tình trạng khó khăn, thậm chí kiệt quệ và phá sản. Cùng với đó thì một số địa phương trên cả nước thực hiện giãn cách xã hội, vì vậy thì việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về chính sách miễn giảm thuế là rất cần thiết trong thời điểm này. Và trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp thì Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các cơ quan chức năng để hoàn thiện dự thảo trình chính phủ để tiếp tục hỗ trợ chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân người nộp thuế chịu tác động của dịch COVID-19 để giúp doanh nghiệp vượt bão, phục hồi và ổn định sản xuất. Việc giảm thuế đã được nhiều chuyên gia tài chính đánh giá là giải pháp cấp bách để doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau khi kiểm soát được dịch bệnh. Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố, trong 7 tháng đầu năm nay, có khoảng gần 80.000 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, trung bình mỗi tháng có gần 12.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, doanh nghiệp đã khó khăn lại chồng chất khó khăn. Chúng tôi có một cuộc khảo sát đối với 1.500 doanh nghiệp, thì đến nay thì các cái việc doanh nghiệp mà gặp khó khăn nhất chính là cái việc mà hàng loạt các doanh nghiệp bị giảm doanh thu một cách rõ rệt. Có những doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp thì giảm đến 90% doanh thu. Các cái đơn hàng mới thì không được ký tiếp tục. Ngoài đó ra thì các cái khoản nợ cũ thì các cái doanh nghiệp bắt buộc phải hoàn trả trên hệ thống ngân hàng. Vì cái đại dịch COVID-19 lần thứ tư nó được diễn ra một cách nó kéo dài. Trước thực trạng nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể do dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, Bộ Tài chính cho biết cơ quan này đang lấy ý kiến các bộ ngành để hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình chính phủ hỗ trợ tiếp tục giảm thuế cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng COVID-19. Dự kiến, dự thảo nghị quyết có 4 giải pháp. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp tổ chức như đã áp dụng cho năm 2020. Tiếp đến là giảm 50% số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý 3 và quý 4 của năm 2021 đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế. Sau đó là giảm 30% mức thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ và miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021, 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp tổ chức phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, 2019 và 2020. Các chuyên gia đều cho rằng việc giảm thuế là rất cần thiết để doanh nghiệp vượt bão ổn định và phát triển bền vững. Dự thảo hiện nay Bộ Tài chính trình lên chính phủ là cho giảm, ví dụ giảm 30% thuế giá trị tăng, rồi giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc là giảm 50% thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị tăng của hộ cá nhân kinh doanh. Và như vậy cái thuế giảm đó thì họ không phải nộp nữa, và rõ ràng là như vậy tạo điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn để tiếp tục ổn định sức kinh doanh. Thì đấy là một cái quyết định rất kịp thời của chính phủ để tiếp sức cho các doanh nghiệp duy trì được cái hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo được công ăn việc làm cho người lao động.
Và đây thì không phải chỉ là vấn đề kinh tế, vấn đề tăng trưởng, mà còn là vấn đề an sinh xã hội. Bộ Tài chính cũng cho biết, việc thực hiện các giải pháp đề xuất tại dự thảo nghị quyết này có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng. Tuy số tiền thuế đất, tiền chậm nộp được hỗ trợ có gây áp lực lên cân đối ngân sách nhà nước, nhưng sẽ có tác động lớn, thể hiện sự đồng hành, quan tâm của nhà nước và góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19 để có thể tiếp tục hoạt động, góp phần vào phát triển kinh tế của đất nước sau dịch bệnh. Dịch bệnh COVID-19 đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa logistics, trong đó thì không ngoại trừ sản phẩm từ chăn nuôi. Tại nhiều địa phương, đàn heo đã quá lứa xuất bán, nhưng thương lái thì bắt tăm, khiến cho người nuôi thấp thỏm, buộc phải kéo dài thời gian chăn nuôi dù đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ. Đàn heo trên 35 con vỗ béo của chị Trần Thị Dày, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã đến kỳ xuất bán, nhưng thương lái thì chẳng thấy đâu. Dù với kinh nghiệm nhiều năm chăn nuôi, gia đình chị đã chủ động đổ giống heo gối đầu để tránh tình trạng dội hàng ế chợ. Thế nhưng, tình thế vẫn không mấy khả quan. Thương lái vắng bóng, heo vẫn chưa thể xuất bán trong những ngày địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Chị đành tận dụng nguồn phụ phẩm sẵn có để giảm bớt chi phí thức ăn công nghiệp cầm cự trong mùa dịch. Thì tại vì cũng như mình nuôi nái rồi mình gầy hoài mình nuôi vậy đó. Rồi bán rẻ dù không có tiền lỗ luôn, mình ra mình không có bán mình để mình nuôi, mình thu nhập kiếm thêm, mà không ngờ nuôi giờ để giờ nó tụt giá luôn đó, dù giờ để nuôi giờ không có tiền cho ăn nữa, sắp chuối rồi cho ăn đó. Rồi cho ăn mình cho ăn nhín đó, mình sắc cho muốn cho ăn độn đó. Nấu tắm là ngày cũng gần cả bao à. Giờ mong muốn thì giờ cho lái lợi nó mua của mình vậy đó. Cũng như bán được mớ nào thì đỡ mớ nấy vậy đó. Còn đây là đàn heo trên chục con của anh Nguyễn Long Hồ, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Đã hơn một tháng chờ lái đến mua, số heo của anh đã vào hàng quá lứa. Trung bình mỗi con từ 120 đến 130 kg. Cứ mỗi ngày trôi qua, chi phí giá thành đầu vào lại tăng thêm, đồng nghĩa với nguy cơ lỗ chồng thêm lỗ. Khi mà vô chăm rồi thì chỉ cần mình điện thoại là có người đến thu mua. Nhưng mà bây giờ thì không có ai đi được cho nên là không thể bán được. Bây giờ mình tìm gặp các cái anh em trong ấp, trong xã có nuôi heo chung đó để mình tìm cách liên hệ với bên hội nông dân xã để mà nhờ giải quyết, tìm kiếm thương lái để mà cho nó ra, chứ giờ là nó đã quá lứa rồi, lên tới 120-130 kg rồi. Lúc này như vậy đó là nuôi heo không có lời nữa rồi, lỗ luôn rồi. Theo thống kê, toàn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp có tổng đàn heo gần 5.000 con. Khi áp dụng chỉ thị 16 giãn cách xã hội, các hoạt động qua lại giao thương bị hạn chế. Nguồn cung dồi dào nhưng nhu cầu lại hạn chế đã kéo giá heo thương phẩm sụt giảm sâu từ 70.000 đến 80.000 đồng một kg, nay chỉ còn 50.000 đồng một kg heo thịt, nhưng người mua rất hạn chế. Ngành chức năng cần tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu, tạo điều kiện cho người chăn nuôi tiêu thụ được sản phẩm với mức giá phù hợp trong điều kiện dịch bệnh, đang là mong mỏi của nhiều hộ dân hiện nay. Bởi xuất được lứa heo này, bà con mới có điều kiện để tính đến chuyện tái đầu tư cho vụ chăn nuôi phục vụ thị trường Tết sắp tới. Bản tin ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.